Hello, xin biết chào tất cả anh em. Hôm nay bên em sẽ lên một bộ dàn karaoke cho một bác khách ở Hải Phòng. Cấu hình này có giá là 29.300.000 đồng. Và khi anh em mua bộ dàn sẽ được tặng ngay một cặp chân loa em nhé. Một cặp chân loa cao 85cm, rất là đẹp. Với cấu hình này, anh em có thể nghe nhạc rất là hay hoặc là hát karaoke thì rất là tuyệt vời. Xe đi vào gần, giới thiệu với tất cả các bác từng chi tiết một. Ok chưa? Rất là hay. Đây là phần dàn máy này. Phần dàn máy thì anh em sẽ có ngay một bộ mic U7-525 mã. Bộ mic này thì anh em chơi gia đình rất là phù hợp em nhé. Chất âm hay, tiếng mic dày và hát rất là nhẹ. Sản phẩm này thì hiện tại đang bán với giá là 2.600.000 đồng. Tay mic được thiết kế là vỏ kim loại, vỏ kim loại anh em nhé, và là vỏ nhôm CNC sơn, một lớp sơn rất là đẹp và rất là chất ở đây. Thương hiệu của Lợi Acoustic mang nhãn hiệu U7-525 mã. Tay mic cầm rất là chắc chắn đúng không ạ? Với cái bộ mic này thì anh em hát trong không gian nhà tầm từ 30m2. Đấy, 30-35m2 rất là hợp lý. Và đây là một cái bộ mic rất là đẹp đúng không ạ? Tiếp đến là một con vang số JBL KX180A. Cái dòng vang số JBL K180A này thì em đã bán rất là nhiều rồi em nhé. Đây là sản phẩm chính hãng, bảo hành 1 năm. Lỗi tháng đầu tiên anh em sẽ đổi mới ngay trong vòng 30 ngày của JBL em nhé. Có tem bảo hành chống hàng giả đầy đủ cho tất cả các bác. Và riêng khi em mua thì đã setup đầy đủ các chế độ karaoke rồi. Trong đó là setup 7 chế độ karaoke trên con vang này. Và ngoài ra còn có 3 chế độ karaoke của nhà sản xuất nữa, ok chưa ạ? Thì tổng cộng lên tới 10 chế độ karaoke. Và đây là con dòng vang xử lý chip rất là cao em nhé. Xử lý chip rất là cao cho nên là cái chất âm của nó rất là hay. Đặc biệt là cái tiếng echo và cái tiếng reverb thì hát rất là chuyên nghiệp. Thì cái dòng vang này hiện tại bên em đang bán với giá là 7.000.000 đồng. Kết hợp với cấu hình này thì em có ghép thêm một cục đẩy. Đây là một cục đẩy LT1600, một trong những cái dòng đẩy 2 kênh, công suất cho gian là 800W một kênh ở chế độ 8 ohm. Thì anh em về anh em vẫn có thể ghép thêm được một cặp loa bass 25 ở trên cấu hình này nữa. Vì trên cục đẩy này hiện tại bên em đang ghép có một cặp loa thôi. Với công suất là 800W một kênh thì một kênh này anh em có thể chơi ra được một cặp loa bass 30 thì rất là hợp lý em nhé. Hai kênh chúng ta sẽ chơi ra hai cặp loa bass 30. Và cục đẩy này thì nó chạy 32 sò LGV kép, tiếng hay và rất là sáng tiếng. Thì đây là hàng mới chính hãng, bảo hành tất cả cho em lên tới là 1 năm. Ok chưa? Đây là về phần dàn máy thì các bác có nguyên bộ 3 thiết bị này: mic, vang số cao cấp và một cục đẩy 2 kênh. Ok chưa? Chất âm rất là chuyên nghiệp em nhá, rất là hay. Tiếng phải nói là tiếng quá tuyệt vời luôn. Về phần loa thì chúng ta sẽ có một cặp loa tờ leo bass 30, thương hiệu Lợi. Loa này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 13.500.000 đồng. Loa F12 bass 30 tờ leo anh em nhé, tờ leo sơn sần cát rất là xịn sò đúng không ạ? Ok chưa? Anh em nhìn cái nước sơn này nhìn nó quá chất luôn. Ok ạ, à, nước sơn rất là đẹp và rất là mịn anh em nhé. Rất là chắc chắn. Em bảo anh chống hàng giả đầy đủ cho tất cả anh em. Ok chưa? Đây, đây là chân chống, chân gỗ loa đây. Thì khi em mua cái cấu hình này sẽ được tặng ngay một cặp chân loa cao 85cm em nhé. Thì tổng bộ dàn này đang có giá là 29.300.000 đồng.
Đấy, gồm một cặp loa F12 bát 30 từ leo, một vang số Zivel KX180A, mic U7525 mã đẩy 2 kênh, LT1600, rất là đẹp và rất là xịn sò. Bây giờ thì em sẽ alo thử cái tiếng mic để anh em nghe và cảm nhận chất âm của cái bộ mic này nhá. Của cái cấu hình này rất là hay. Tiếng echo rất là mềm. Các bác có thể nghe cái tiếng echo nghe nó rất là mềm đúng không ạ? 1 2 5 6 7 8 9. Và nó rất là lịnh giọng. Rất là lịnh giọng em nhá. Tay mic cầm rất là chắc và rất là hát rất là nhẹ đúng không ạ? Có thể 6 7 8 9 1 2 anh em đang cùng nghe và cảm nhận chất âm của một bộ dàn karaoke ở trị giá 29.300.000. Đây là toàn hàng rất cao cấp em nhé. Những câu nói trên bờ môi và chẳng người ơi theo cho riêng mình thôi. Dẫu đã biết anh không hề yêu nhưng vẫn mơ mơ yêu, vì anh lạnh lùng băng giá, còn tôi còn tin thân nên mình tôi ôm lòng bên như nhau. Sao nó là như đêm đêm lầm mơ, vừa tình ta say như bài thơ. Ánh mắt trăng sáng soi màn đêm đưa tình yêu qua. Vì sao người lòng nhân ái, còn tôi hoang mang tháng ngày. Anh ở đâu cho tình tôi miên man? Ngày qua người gió thêm cao thì anh vẫn mơ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chúng tôi vẫn tình tuyệt vời hết tôi. Tình yêu của những lúc đau thương những phép màu, sẽ những cõi lòng vượt qua đôi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười dạng lời che phớ. Rất là hay thì ok, trong cái tuần giờ là 2.300.000 thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới.